Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em là một tình trạng viêm cấp tính hô hấp xảy ra nhiều ở trẻ em dưới 2 tuổi. Do trẻ quá nhỏ nên bản thân không thể biểu đạt được những ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình. Do đó thì các bậc phụ huynh cần có những thông tin y khoa cần thiết để phòng tránh hiệu quả hơn về bệnh viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em. Và sức khỏe mỗi ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn những triệu chứng, cách phòng bệnh mà chúng ta sẽ cùng quan tâm đến bệnh viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình thành phố Hải Dương thực hiện. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Bé bị viêm tiểu phế quản cấp có thể do nhiều nguyên nhân gây nên như nấm, ký sinh trùng, do thay đổi thời tiết, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em là tình trạng bị virus xâm nhập và tấn công. Khi có những điều kiện thuận lợi, virus sẽ hình thành và phát triển gây tổn thương đến các tiểu phế quản, gây hẹp ống thở của trẻ nhỏ. Chính điều này gây ra những triệu chứng viêm tiểu phế quản ở trẻ nhỏ. Có thể nói, bệnh viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em là một bệnh lý nguy hiểm nếu không có những cách thức điều trị bệnh đúng. Bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như là suy hô hấp, bệnh viêm phổi, nhịp tim trẻ nhỏ sẽ trở nên nhanh hơn, da mặt tím tái, ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng bệnh của trẻ nhỏ. Đặc biệt, trẻ dưới 3 tháng tuổi nếu bị viêm tiểu phế quản cấp có thể ngưng thở. Chính vì vậy, khi có những triệu chứng viêm phế quản ở trẻ, các bậc phụ huynh không nên chủ quan về tình trạng bệnh của trẻ mà cần có những biện pháp kịp thời điều trị bệnh cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, đến tham gia chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Đức Chính, trưởng khoa ngoại gây mê đến từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, thành phố Hải Dương, sẽ giúp đỡ chúng ta chia sẻ về bệnh viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Đức Chính. Thưa bác sĩ Phạm Đức Chính, đối với bệnh viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em, thì bác sĩ có thể cho biết về những cái triệu chứng, nguyên nhân của bệnh diễn ra như thế nào ạ? Cái tổn thương cơ bản của viêm tiểu phế quản cấp là hiện tượng viêm xuất tiết, phù nề, các niêm mạc tiểu phế quản lan rộng và hậu quả là tắc nghẽn đường thở, làm cho trẻ khó thở, tím tái. Nếu không phát hiện kịp thời thì điều trị tích cực có thể sẽ dẫn đến tử vong. Nguyên nhân viêm tiểu phế quản chủ yếu là do virus. Các cái virus hàng đầu gây ra bệnh viêm tiểu phế quản thường là virus cúm, virus á cúm, adenovirus hoặc enterovirus. Ngoài cái virus ra thì vi khuẩn cũng là nguyên nhân gây viêm tiểu phế quản. Trẻ có thể là có những triệu chứng ho khò khè, nằm yên khi cũng có thở rít, rút lõm ngực và tím tái. Như vừa rồi bác sĩ Phạm Đức Chính chia sẻ rằng nếu như cái bệnh viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em mà không được phát hiện kịp thời thì có thể dẫn đến những cái nguy kịch rất là nghiêm trọng đối với trẻ. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên gì trong cái cách phòng bệnh này và cái cách điều trị bệnh này thì ra sao ạ? Để phòng bệnh viêm tiểu phế quản cấp, cha mẹ nên chú ý giữ ấm cho trẻ, để trẻ ở những nơi mà không có ít có gió lùa, nhất là thời tiết vào mùa lạnh, cái mùa giao mùa, tránh những tác nhân mà gây co thắt. Còn về điều trị cho trẻ thì sau khi mà phát hiện là trẻ có cái viêm tiểu phế quản cấp thì nên đưa trẻ đến viện. Ở viện thì chúng tôi sẽ cho trẻ nằm đầu cao ở những nơi thoáng và cho thở hỗ trợ oxy, bù nước cho trẻ, có thể bù bằng ozone hoặc truyền dịch. Tuy nhiên truyền dịch thì chúng ta phải để tốc độ chậm, tránh truyền nhiều có thể gây suy tim. Thứ hai là dùng thuốc giãn phế quản, có thể là dùng dạng xịt, corticoid là cũng được khuyến cáo là nên dùng, kháng sinh để tránh bội nhiễm. Ở những trẻ có biểu hiện nặng hơn, có thể là tím tái hoặc là suy hô hấp, thì chúng ta phải hỗ trợ bằng oxy nếu mà trẻ vẫn không có tiến triển, và điều trị những bệnh tim kèm theo nếu như mà có thể dẫn đến suy tim ở những trẻ suy hô hấp.
Đối với những trẻ mà đang mắc phải bệnh viêm tiểu phế quản cấp thì các bậc bố mẹ thì nên chăm sóc trẻ và cũng như là áp dụng cái chế độ dinh dưỡng ra sao để có thể là tăng cái sức đề kháng cũng như là để cái quá trình điều trị đạt kết quả cao nhất ạ? Chế độ dinh dưỡng thì nên tăng cường vitamin cho trẻ, ăn đủ đảm bảo chất dinh dưỡng về đủ protein, lipid, đạm, mỡ, các cái loại thực phẩm và nhất là sữa, đảm bảo cho trẻ bú sữa mẹ, giữ ấm cho trẻ, đặc biệt về mùa đông và khi thay đổi thời tiết, vệ sinh sạch sẽ, đặt nằm trong buồng thoáng, không có gió lùa, tránh khói bếp, tránh thuốc lá, bụi nhà, đảm bảo vệ sinh môi trường và cách ly trẻ khi mà có người bị cúm trong gia đình. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Đức Chính. Thưa quý vị và các bạn, viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em là một trong những bệnh lý thường xuyên gặp đối với trẻ trong đời sống. Vì thế, khi trẻ mắc hoặc có dấu hiệu thì các bậc phụ huynh nhất thiết phải đưa con em của mình đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị đúng cách để tình trạng bệnh không tiến triển, nguy kịch. Và tới đây, chương trình Sức khỏe mỗi ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn bác sĩ Phạm Đức Chính đến từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi và theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.